Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ và giới thiệu cho các bạn tham gia vào một cái dự án mới. Đây là một cái kèo tiền tươi. Chúng ta sẽ khai thác cái điểm POI và sau 15 ngày thì chúng ta sẽ được quy đổi cái điểm POI này sang cái đồng BOM, và đồng BOM thì chúng ta sẽ swap sang cái đồng TON các bạn nhé. Thì ở đây là các bạn sẽ thấy là trên cái giao diện của chúng ta là chúng ta sẽ được quy đổi từ cái đồng BOM này sang cái đồng TON. Và cái đồng TON này thì chúng ta hoàn toàn quyết định, đó là chúng ta có thể làm cái ví gà trên cái ví TON, hoặc là chúng ta có thể đưa lên sàn chúng ta sẽ bán sang tiền USDT và rút về tiền Việt. Đó là cái cơ chế mà cũng như là cái cách để chúng ta kiếm tiền ở trên cái kèo này. Đó thì cái cách tham gia khai thác cái kèo này thì nó tương tự như là cái kèo khai thác cái kèo Notcoin hay là các cái kèo tap tap các bạn. Chúng ta chỉ cần tap vào màn hình, hoàn thành các cái nhiệm vụ lâng botter để chúng ta kiếm được nhiều cái đồng bom này hơn. Mình giới thiệu với các bạn một chút về cái trang Twitter của cái dự án bom này. Thì cái trang Twitter của họ thì đã có cái tích vàng uy tín rồi các bạn nhé. Và cái trang Twitter của họ thì ra mắt vào tháng 6 năm 2024, và hiện tại thì đã có 787.334 người theo dõi cái trang Twitter của họ. Thì có một cái bài tít cách đây 7 giờ thì mình cũng chia sẻ với các bạn này. Đây, kiếm bom token trong các giải đấu thú vị của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi giới thiệu các giải đấu hàng ngày miễn phí tham gia, nơi người tham gia có thể giành được Telegram Star. Những ngôi sao này đóng vai trò như tấm vé tham gia tham dự các cái giải đấu World Cup rất được mong đợi của chúng tôi. Và trong các giải đấu lớn hơn này thì thậm chí còn có những phần thưởng lớn hơn đang chờ đón. Tin tức lớn, lần đầu tiên chúng tôi sẽ tặng 1 triệu token bom trong giải Grad Cup sắp tới, và đừng bỏ lỡ cơ hội. Đó, ở đây là những cái phần thưởng mà dành cho những người tham gia khai thác cũng như là hoàn thành các cái nhiệm vụ của dự án đưa ra để chúng ta. Đây, một cái thông tin tiếp theo nhé. Đây, bom hiện có hơn 15 triệu người dùng đã đăng ký, và chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ số tin tức tuyệt vời. Bom đã vượt qua 15 triệu người dùng và đã đạt được người đăng ký. Ngoài ra thì người dùng hoạt động hàng ngày của chúng tôi đã đạt 2,3 triệu. Đó, thì các bạn thấy một cái lượng người tham gia cực kỳ là đông đảo chỉ trong một cái thời gian ngắn mà dự án ra mắt. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tham gia cũng như là chúng ta khai thác cái điểm POI và chúng ta để chúng ta quy đổi sang cái đồng bom này nhé. Thì các bạn kích vào cái link, mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả của video. Thì các bạn sẽ kích vào cái link và chúng ta nhấn vào tham gia. Và khi các bạn tham gia thì đối với những cái bạn mà có tài khoản thường ấy, thì bạn sẽ không có cái điểm POI ở đây. Còn đối với những bạn mà tài khoản VIP ấy, tức là cái tài khoản cao cấp của Telegram ấy, thì các bạn sẽ nhận được 50.000 điểm POI. Đó, thì đối với những bạn mà sử dụng cái tài khoản Telegram mất phí thì các bạn sẽ nhận được 50.000 điểm POI. Còn tài khoản thường như mình ở đây thì mình sẽ là không nhận được điểm POI, và mình sẽ kích tap vào màn hình như thế này để chúng ta khai thác. Các bạn khai thác hết cái số này là chúng ta đã khai thác được hết cái số điểm của chúng ta được khai thác, và khoảng tầm vài phút sau chúng ta vào nó bơm đầy thì chúng ta tiếp tục chúng ta khai thác. Thì nó tương tự như cái kèo khai thác cái đồng Notcoin hay là cái Hunter Combat vậy các bạn. Còn kích vào cái bần bot này thì ở đây thì nó sẽ có 6 lượt một ngày cho chúng ta nhận 6 lượt miễn phí khi mà chúng ta khai thác hết, tap hết cái phần số dư này mà chúng ta có được ấy. Thì chúng ta lại kích vào bot này, chúng ta bấm vào đây để chúng ta nhận cái phần bot. Đó. Ở đây thì mình chưa khai thác hết, ví dụ để đây mình sẽ khai thác hết nhé. Đây, khi bạn khai thác hết thì nó sẽ về không. Đây mình sẽ bấm như này, mình sẽ thu hoạch hết cho các bạn xem. Và khi các bạn khai thác hết cái số điểm mà chúng ta được phép khai thác thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần bot để chúng ta nhận một cái lượt bấm miễn phí. Đây mình đã thu hoạch gần hết này. Nó tương tự như kèo Hunter Combat vậy các bạn. Đây các bạn bấm vào đây, chúng ta sẽ bấm một lần chúng ta nhận. Và sau khi các bạn nhận xong thì nó sẽ là hiện lên một cái thời gian, đó là một tiếng sau thì chúng ta lại vào chúng ta mới nhận được, chứ không phải là chúng ta bấm liên tục được hết các bạn nhé. Đây thì khi các bạn có cái lượt bấm rồi thì chúng ta lại vào đây chúng ta bấm. Và hiện tại bây giờ một lượt bấm này của mình là một điểm, thì mình bấm vào đây thì mình bấm vào cái nút multi tap này này. Mình sẽ nâng cấp lên.
và một cái nâng cấp lên level 1 thì mình sẽ được cộng 2, mỗi lần bấm mình sẽ thu hoạch được 2 điểm. Và ở đây thì mình sẽ phải chi mất 2.500 cái điểm point để mà nâng cấp vào cái lên cái từ level 1 lên level 2. Đó, hiện tại thì mình chưa đủ điểm. Thì các bạn kích vào cái phần thưởng này, chúng ta sẽ check in này. Đó, các bạn check in nhé. Nay là ngày đầu tiên mình check in này. Check in đầu tiên thì mình sẽ nhận được đây. Được 1.000. Và các bạn check in liên tục trong vòng 15 ngày thì các bạn sẽ nhận được 10 triệu cái điểm point. Đó, các bạn cố gắng chúng ta điểm danh liên tục. Nếu như các bạn bỏ lỡ một ngày mà các bạn không điểm danh thì các bạn sẽ lại phải quay về ban đầu. Và cái phần nhiệm vụ ở đây thì trung tâm nhiệm vụ thì chúng ta mời ba bạn bè, chúng ta sẽ nhận được 50.000 điểm point. Và ở đây thì chúng ta xem video YouTube này. Các bạn không cần xem đâu, các bạn chỉ cần kích ra, sau đó thì chúng ta nhấn check này. Chúng ta sẽ nhận được 10.000 điểm point. Đấy, như này. Như này là mình đã nhận được 10.000 điểm point nhé. Chúng ta join vào nhóm Telegram. Join vào nhóm Telegram thì chúng ta phải bắt buộc phải join. Đó thì các bạn sẽ nhận được 10.000 điểm point này. Mình sẽ nhấn vào Claim này. Đó. Tiếp theo là xem video YouTube này, nhận 100 điểm point. Đây các bạn nhấn vào check này. Các bạn nhấn tiếp này. Đó. Còn một cái nhiệm vụ nữa đó là follow trang Twitter này. Thì mình bỏ qua cái phần follow, mình nhấn check luôn, sẽ nhận được 10.000 điểm point. Đó. Các bạn làm hết tất cả các nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ có được là 132.000 điểm point. Và đó thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta nâng cấp cái botter này lên. Chúng ta nâng cấp càng cao thì chúng ta bấm được thu hoạch nó càng nhanh. Nâng lên từ 2.000 lên 2.500 này. Đó, ban đầu tiên là mình chấp nhận sẽ mình phải nâng cấp cái này lên để mình thu hoạch cho nó nhanh. Rồi, và các bạn quay ra đây thì chúng ta sẽ bấm, mỗi lần chúng ta bấm là lên là 5 đồng này. Đó, thu hoạch cực kỳ là nhanh luôn. Đó, như vậy thì chúng ta đỡ mất thời gian. Và khi thu hoạch hết thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta bấm vào đây để chúng ta nhận miễn phí. Tuy nhiên là sẽ một tiếng sau mình mới nhận được, bởi vì mình vừa mới bấm vào. Rồi tiếp theo các cái mục của thứ hai thì nó đang phát triển nhé. Cái mục thứ ba này. Đây, mục thứ ba này là cái mục mà các cái sự kiện, thông báo về các cái sự kiện này. Thì cái này thì chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ mất cái sao. Sao này thì chúng ta phải mua mất tiền, cho nên là mình sẽ không chia sẻ về cái phần này sâu hơn. Thì các bạn nào có khả năng tham gia đến cái phần này thì chúng ta có thể tham gia, hoặc là các bạn có thể bỏ qua cái phần này. Tiếp theo là cái phần mời bạn bè tham gia. Thì mình đã chia sẻ với các bạn là cái phần mời bạn bè tham gia này. Ở đây thì các bạn mời các cái tài khoản thường, Telegram thường thì bạn sẽ nhận được 5.000 điểm point. Các bạn mời các cái tài khoản Telegram VIP cao cấp thì chúng ta sẽ nhận được 50.000 điểm point. Thì các bạn kích vào đây, chúng ta copy link. Và cái kèo này thì nó ăn chia hai cấp nhé. Cấp 1 là các bạn sẽ nhận được là F1, các bạn sẽ nhận được 10% của F1 và các bạn sẽ nhận được 3% của cái F2. F2 là F1 của F1 này các bạn nhé. Một của các bạn á. Rồi tiếp tục là cái phần cuối cùng. Phần cuối cùng đây là cái phần ví. Phần ví này nó sẽ có hai đồng, đồng bom và đồng ton. Khi sau 15 ngày, kết thúc 15 ngày khai thác thì các bạn sẽ được nhận cái đồng bom. Và đồng bom này chúng ta sẽ có số dư ở đồng bom, và đồng bom này chúng ta có thể swap sang cái đồng ton bất kỳ khi nào. Đây thì các bạn nhấn vào swap thì chúng ta có thể nhập cái đồng bom. Và với cái tỷ lệ đó là một đồng bom thì chúng ta sẽ nhận được 0.00215 cái đồng ton. Đó. Thì đấy là cái cách để mà cái cơ chế để chúng ta tham gia vào cái dự án này, tức là 1.000 cái đồng bom thì chúng ta nhận được 10 đô la. Đó, một cái kẹo tiền tươi khá là ngon và mình hoàn toàn là miễn phí các bạn nhé. Rồi, ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Và khi nào có thông tin mới nhất từ cái dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.